mặc Du cho con ngủ là xưa rồi. Ngày nay Du con ngủ phải như thế này. Lên nhạc. Ăn cháo nào. Không ăn cháo làm sao mà lớn được. Thảo Vi ơi, ăn một miếng thôi con. Nào hai đứa, ăn cháo cho mẹ. Nào, một miếng thôi. Khi có đồ chơi, mẹ Gen X. Hả? Em thích cái ô tô này à? Nhưng mà anh không cho. Không cho. Không cho. Không cho. Con làm sao đấy? Thằng bé kia chả bắt nạt con cơ đúng không? Làm gì đâu à? Thế tại sao con gái cô nó lại sợ? Nó chạy đi như thế? À, tại nó thích cái đồ chơi này của cháu. Mà cháu không chơi. Đừng có mà điêu nhá. Con cô là con gái, nó thích ô tô làm gì? Đồ chơi. Con thích cái đấy á? Đấy, cháu đã bảo rồi mà. Này, thì cháu cho con gái cô mượn chơi một lát được không? Không đâu. Em mượn xong em không biết chơi, em là học của cháu thì sao? Được rồi, cháu không cho mượn chứ gì. Thế thì cô sẽ mua cho con gái cô cái ô tô to gấp đôi cái ô tô này luôn. Ô tô này của cháu mua bao nhiêu tiền? Cháu mua 200.000 đi cô ạ. Cái ô tô con thì mà tận 200.000 á. Đặt thế nhở? Ui, con được mua tự khóc nhẹ. Ôi, thôi mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Ui, mẹ không có tiền mua ô tô cho con, nhưng mẹ sẽ làm cho con một cái ô tô xịn hơn nhá. Yeah. Ôi, mẹ thương, mẹ thương. A few moments later. Hai đứa ơi, nhìn mẹ này, ô tô đi nha. Wow, ô tô đi rồi. Tiếp tục nha. Vi ơi. Ôi, được rồi, là con thả cho mẹ nha. Thả cho mẹ nào, thả đi xuống đây con thả cho mẹ nào. Nào con đi xuống đây, nào con đi xuống đây. Rồi, nào. Con cầm đầu của bún này. Rồi, nha. 1, 2, 3, đi. Wow, con đi kìa. Wow, giỏi quá Vi ơi. Cho anh mượn một tí. Không cho anh mượn đâu. Dù không có tiền để mua những đồ chơi đắt tiền, nhưng mẹ sẽ làm mọi thứ để cho con gái của mẹ cười. Mẹ Gen Z. Ôi, ở đây có sân rộng thế. Hôm nay con chơi ô tô ở đây nha. Sân rộng thế này, tha hồ chơi luôn. Đây này. Rồi, con lên chơi đi. Cho xe lên nào. Đẩy vào. Mắc vào đây. Trả nó cho anh. Trả đi. Bỏ đi ra. Trả đi. Cái gì đây? Trả đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Con đây ra. Con nằm vào đây. Con có đau thế? Nhưng mà đồ chơi của cháu. Minh Chí, con thích đồ chơi này à? Vâng. Thì cái đồ chơi này bao nhiêu tiền? Mẹ cháu mua cho cháu tận 100.000 đây qua. Đây, cô trả luôn cho cháu 200.000. Bán lại luôn cho cô nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. Anh đâu? Ừ, nhạc nắng chú bán đi nha. Mua đồ chơi khác thôi. Đây, đồ chơi của con đây nhá. Con mang ra kia chơi đi. À, con mang đi chơi đi. Chỉ cần con trai của mẹ thích thì cái gì mẹ cũng mua cho con. Yeah. Ui, đăng ảnh mà được tận 20 like rồi đây.
tô của con ở đằng kia mà. Con về này nè. Cái máy xúc này cháu mua bao nhiêu tiền? Cháu vừa nãy cháu mua 200.000 đây. Ui giời, thế thì cô giả luôn 500.000 cho cháu. Má này luôn cho cô nhá. Vâng ạ, à, cháu xin lừa. Đấy, mình lấy xúc cho con đây, sướng không? Thì hai mẹ con mình ra kia chơi nhá. Vâng ạ. Mày xúc đi, xúc lá đó. Nó xúc cái lá này này. Trời, ô tô lấy xuống trước. Ô tô lấy xuống sau ấy. Điểm đi, điểm. Ui, ô tô này vẫn thắng à. Ui, điểm. Hả? Ê! Này làm gì đây? Ê, trả đây! Trả đi! Tức mày lên lấy ô tô quay. Trả đi nào. Mấy chị ạ. Mấy chị ơi, ô tô của ai đây? Cô! Cô lên lấy ô tô của cháu. Làm gì đây? Đây là xe của anh à? Trả đi. Thôi đừng có lấy nữa. Có nhiều xe rồi mà. Bỏ ra. Cứ mua cái nào là lại đòi cái đấy đây. Mẹ ơi. Mẹ chịu. Ôi trời ơi, mẹ tiền rồi. Thôi, mẹ đi về trước rồi. Khi dạy con học, mẹ Gen X. Bây giờ nha, mẹ sẽ kiểm tra bài của hai chị em, xem hai chị em có nhớ bài không nha. Hương Vi trước nào. Phương Vi gọi mẹ Hương ơi đi. Mẹ Hương ơi. Mẹ ơi, ơi. Ôi, giỏi quá. Phương Vi giỏi quá. Tiếp tục nào, Thảo Vi nào. Thảo Vi. Thảo Vi gọi mẹ Hương ơi. Mẹ Hương ơi. Wow, ai con nhỏ mẹ giỏi quá. Tiếp tục nha. Con mèo nó kêu thế nào nhỉ con nhỏ? Con mèo kêu thế nào? À, Thảo Vi không biết rồi. Đến là Phương Vi biết này. Con mèo nó kêu thế nào con nhỉ? Đúng rồi. Thì con chó nó kêu nào nhá nhá? Wow. Con chó kêu gâu gâu. Thì con vịt nó kêu thế nào nhá nhá? Bây giờ hai đứa muốn học gì nữa nào? Đếm số. Đếm số à? Ok, đếm số luôn. Thì bây giờ hai chị em thi xem ai đếm số giỏi hơn mẹ sẽ thưởng bim bim nhá. Nào, chuẩn bị nào. Một. Một trong mấy nhá con nhá? Hai. Đúng rồi. Xong mấy nhỉ? Chính xác. Vui. Năm. Đâu. Bảy. Tám. Chín. À la. Giỏi quá, là hai con gà các mẹ. Mẹ Gen Z. Con này là con gì? Con là. Ôi chính xác là con là kêu thế nào nhở? Ý. Ủ đi đúng rồi. Thế thì. Ui con này là con gì đây? Con rắn. Ui con rắn đúng không? Con có sợ con rắn không? Ừ. Ui mẹ cũng sợ lắm. Tiếp theo nè. À con gì đây? Con gà. Con gà gì? Con gà trống. Chính xác. Giỏi quá. Bây giờ con trai mẹ đọc tên các con vật ở đây nhá. Xong để mẹ quay video đăng lên Facebook để mọi người khen. Thích lắm. Nha. Nào chuẩn bị nào. Con gà. Con cá. Ui đúng rồi, giỏi quá. Tiếp nào. Con gió. Ồ, lại đúng mất rồi. Tiếp theo đi con. Mèo. Ê, giỏi quá. Rồi, mẹ đăng lên Facebook nha. Này, con trai mình 2 tuổi đã biết hết các con vật nha. Ê. Con mình 9 tháng đã đi du học nước ngoài rồi. Con mình 6 tháng đã nói được 7 thứ tiếng. Giờ 2 tuổi mới học các con vật. Kém. Con mình 1 tuổi đang học tiến sĩ bên Nga nha. Mình không thể để con mình thua kém con nhà người khác được. Hả? Alo, trung tâm ngoại ngữ đấy à? Tôi muốn thuê một gia sư nước ngoài, phải giỏi nhất luôn. Đến dạy cho con tôi ngay bây giờ. Mẹ bà này, con mau đọc câu chuyện này cho mẹ nghe đi. Đọc vanh vách cho mẹ. Con gút. Câu chuyện này cơ mà. Nào, ngồi thẳng dậy. Ngồi thẳng dậy. Đúng rồi, nào, con đọc đi. Đọc đi. Ôi giời ơi. Có người đến. À, chắc là
mời tôi đến đây để dạy cho con chị mấy thứ tiếng vậy? Ôi trời ơi, gia sư ơi, tôi đơn giản lắm. Chỉ cần gia sư dạy cho con tôi biết 50 thứ tiếng thôi là được rồi. Trời ơi, đơn giản, ôi đơn giản, đơn giản. Thôi con chị, học lớp mấy rồi? Con tôi đây này. Tôi lại chị, tôi lại chị. Còn chị bé như thế này, chị dạy cho nó tiếng Việt trước đi đã. Rồi học tiếng gì thì học sau. Không, con tôi phải biết 50 từ tiếng ngay bây giờ. Tôi còn cho nó đi du học chứ. Nhờ con nhỏ. Thế thôi, chị tìm ra sư khác đi. Sư ca này, tôi chịu. Tôi chịu. Mất công, bay từ bên Mỹ sang. Ôi này, này, này. Mất công từ Mỹ sang thì dạy con tôi đi. Ui giời ơi, bực mình thật đấy. Được thôi, không có gia sư này thì gia sư khác dạy có gì đâu. Con trai của mẹ từ giờ đến 3 tuổi phải là tiến sĩ. Mẹ sẽ thuê gia sư khác cho con. Khi cho con ăn, mẹ Gen X. Ăn cháo nào. Ăn cháo không? Không ăn cháo làm sao mà lớn được. Thảo Vy ơi, ăn một miếng thôi con. Ui con ơi. Nào, ăn một miếng thôi. Phương Vy, ăn một miếng nhá. Nào hai đứa, ăn cháo cho mẹ. Nào, một miếng thôi. Hai đứa ơi, ăn một miếng cho mẹ nhá. Phương Vy ơi, ôi, con ơi. Nào. One hour later. Ôi trời ơi, ngày nào cũng vậy, một tiếng đồng hồ mà chưa đón được một miếng cháo nào. Mẹ Gen Z. Ui ui, cháo ngon đấy nhờ. Vinh Chí ơi, ăn cháo vào nha. Đây, cháo đây. Con nào. Ui trời ơi, đây, thìa của con đây. 2 tuổi rồi, bây giờ phải tự xúc ăn đi. Lớn rồi, xúc ăn đi con. No. No no, cái gì mà no no. Con 2 tuổi rồi, phải tự lập đi. Giống như mẹ đây này. Hả? Đây, nhìn nha. Tự ăn có cần ai bón cho đâu. Con ra đùi à? Không, con bé làm sao ăn đùi gà được. Con chỉ được ăn cháo thôi. Con uống trà sữa. Trà sữa này á, con cũng không được uống đâu. Nói mà này, dạo này con hơi béo rồi đấy. Cho nên những cái này đừng có ăn, đừng có uống. Không kiểu béo lắm. Giống như mẹ đây này, có dám ăn uống gì đâu. Mẹ xem bảo dạo này da con đẹp thế nhờ. Ừ, cho mẹ xin bía nhá. Xin bía da đẹp nào. Mẹ cứ béo mà. Ai linh tinh, béo đâu mà béo. Mẹ đang giảm cân đấy. Ăn gì đâu. Được rồi nói đấy. Xúc cháo ăn nha. Wow. Ủa, con đi ra. Alo. Đúng ăn lẩu nướng không? Úi dồi, lẩu nướng á? Đúng lúc đang thèm lâu rồi chưa đi ăn. 5 phút nữa có mặt nha, tao đợi. Úi dồi, cần gì 5 phút, 4 phút đã có mặt rồi. Thế nhá. Con trai ơi, bây giờ mẹ đi có việc. Con sang nhà bà ngoại một lát, xong lúc nào xong việc mẹ đón con về nhá. Vâng. Đi, 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 đi. Đi thôi. Khi Du con ngủ, mẹ Gen X. Mẹ Gen Z. Hát Du cho con ngủ là xưa rồi. Ngày nay Du con ngủ phải như thế này. Lên nhạc.
cần nhảy vài điệu là con mệt con tư ngủ thôi. Bây giờ mẹ sẽ đi uống trà sữa với bạn. Hẹn gặp con yêu vào sáng mai nhá. Bye bye.